Sáng nay lên giống tiếp nha mọi người. Con này thì nhảy được 3-4 ngày rồi. Nó muốn hết chịu qua đực nữa rồi. Mà đực này nó cũng ráng nhảy. Đực này mấy đực chiến, mình có mấy đực chiến không à. Vô lật rồi, nó muốn hết chịu. Hôm nay chắc nhảy được ngày hay ngày nữa là hết luôn. Được này cũng 5 kg nha. Hôm qua mình có một con tròn, nó đẻ được 6 con mọi người. Con cái tơ đẻ lần đầu tiên là 6 con. Để mình quay cho mọi người xem. Tròn đẻ được 6 con luôn mà chết hết con còn 5 con mọi người. Cái này nó cũng 3 kg mấy à. Ngày mình nuôi tới 12 tháng, 13 tháng mới đẻ. Tôi phải tập nó lại. Lần đầu không ngờ đẻ được 6 con luôn mà chết hết con, tiếc quá. Giờ 5 con. Đây, giờ mình có một ổ này được 5 con mới sinh. Ổ này được 3 con. 3 con này chắc cũng gần tháng rồi. Con này cũng vậy. Đó, con này. Con này cũng được 3 con luôn mọi người. Mẹ nè. Này còn con mẹ này cũng sắp sinh nữa rồi. Mẹ có bầu cũng tháng rồi. Tháng ngoài rồi. Còn này. Này có con à, gần tháng rồi. Con cái mình này, con cái này nó đẻ lần đầu được 3 con, sao đẻ lần thứ hai có 1 con à. Bụng nó bự quá mới đẻ có 1 con mọi người. Cái mình mình còn cái con. Khu này khu lên giống của mình. Cái con nào mà nó lên giống thì mình dỡ chuồng lên, mình cho ăn được nó qua nó phối với nhau. Một con, hai con, ba con. Con này mới phối nãy nè. Mình còn 6 con cái, 5 con cái chuẩn bị sinh ra đang cho nó phối giống này. Đây. Con còn mới đẻ tách ra. Thảo Vy mình đăng clip trước nay nó cũng 4 tháng 5 tháng. Cũng gần ký ngoài 2 ký hết rồi mọi người, nó bự không? Con này màu xích không? À, ăn uống khỏe mạnh hết. Gần 2 ký con hết rồi. Ừ.
sáng nó gần nó 2 ký hết, gần 2 ký hết rồi. Này cũng vậy. Đó, 4-5 tháng. 4 tháng. Rồi, clip mình cần kết thúc đây rồi mọi người. Ngẫu nào cũng đẻ được 5 con gì thì hay biết mấy. Rồi, mình thân tạm biệt mọi người. Mọi người nếu yêu thích thì cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Một lượt thích cho mình một lượt đăng ký kênh.